Gần đây dư luận dậy sóng về vụ Trịnh Sướng thuộc tỉnh Sóc Trăng bỏ ra 3.000 tỷ đồng để sản xuất hàng triệu lít xăng giả đem tiêu thụ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng, đường dây của Trịnh Sướng và đồng bọn tuôn ra thị trường trên 6 triệu lít xăng giả. Đại diện công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, trong quá trình trinh sát, lực lượng công an phát hiện một số cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh được các đối tượng chào hàng, trả trích khấu rất cao so với quy định. Vì thế, bước đầu xác định có một nhóm đối tượng tổ chức sản xuất, mua bán xăng kém chất lượng. Ít ai biết, đã có 200 cán bộ, chiến sĩ gồm nhiều lực lượng, trong đó có nhiều trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm. Họ mật phục ròng rã 4 tháng trời bởi các đối tượng dùng thủ đoạn hết sức tinh vi và thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Theo thông tin tìm hiểu thì nhiều cuộc họp, cuộc hội ý nhanh gọn được tổ chức ngay tại địa bàn để thực hiện cuộc vây bắt. Yêu cầu đặt ra đối với ban chuyên án là phải tiến hành đồng loạt bắt quả tang hành vi pha trộn xăng giả của các đối tượng. Thế nên công an tỉnh Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đã phối hợp bắt quả tang các đối tượng có hoạt động pha trộn dung môi với chất kích trên tạo thành xăng giả ở các địa bàn tỉnh nói trên. Đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bắt tạm giam 23 bị can liên quan, trong đó có ông chủ cầm đầu Trịnh Sướng. Trịnh Sướng chỉ là một mắt xích nhỏ và chuyên án đang được mở rộng nên có thể còn nhiều đại gia xăng dầu khác ở nhiều tỉnh thành có liên quan đến đường dây xăng dầu giả này. Không chỉ là các đại gia xăng dầu, bởi vì họ không thể sản xuất kinh doanh gần 20 triệu lít xăng giả nếu như không có sự hỗ trợ, bảo kê của những thế lực khác. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định có thể là họ móc nối thông đồng nhưng cũng có thể là vô tình. Chủ cây xăng không biết những thông tin về việc xăng giả, việc vi phạm pháp luật tới đây sẽ làm rõ và truy cứu tới cùng. Có thông tin, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Sóc Trăng Quỳnh Văn Sâm và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu đã được Trịnh Sướng mời đi du lịch nước ngoài. Phải chăng có sự hậu thuẫn tiếp tay cho đường dây xăng giả của Trịnh Sướng và đồng bọn hoạt động trong suốt thời gian qua? Bức xúc với cách làm ăn gian dối hại người của Trịnh Sướng một thì càng giận bộ phận quản lý thị trường, cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và chính quyền địa phương hơn. Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng triệt phá đường dây làm giả xăng quy mô lớn liên quan đến đại gia Trịnh Sướng mới chỉ là kết quả bước đầu. Chắc chắn kiểu dạng làm ăn phi pháp này còn rất nhiều và rất phức tạp. Vì vậy các cơ quan chức năng phải đưa ra được những khuyến cáo thiết thực nhất cho người tiêu dùng. Đồng thời bản thân mỗi người chúng ta cùng người dân cần tìm hiểu cách phân biệt xăng thật giả để tránh trở thành nạn nhân của trò lừa đảo.